Phóng viên của chương trình vừa ghi nhận một thông tin nóng nhất liên quan đến y tế tại địa phương chúng ta. Theo đó, sáng ngày 17 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một ca mắc biến thể phụ BA.5 của chủng Omicron. Bên cạnh đó, các biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2, BA.1 của chủng Omicron cũng xuất hiện tại các tỉnh thành phố lân cận. Đây là dấu hiệu tiềm ẩn của nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trở lại với các biến thể phụ. Thời gian gần đây, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, một số người dân đã chủ quan lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Một số địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine mũi nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đạt tỷ lệ thấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trước tình hình dịch có xu hướng tăng nhanh trở lại. Đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân nâng cao ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ngành y tế cần có giải pháp đến tận nhà để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người cao tuổi, người mắc bệnh nền, đi lại khó khăn và tiêm vaccine cho công nhân.